Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 21 tháng 9. Thời tiết trong ngày Tết Trung Thu hôm nay tiếp tục có mưa trên diện rộng. Nguyên nhân là do tác động của những đám mây đối lưu kết hợp với trường gió mùa Tây Nam. Dự báo khu vực phía Bắc và thành phố Vũng Tàu xuất hiện mưa vừa kèm theo hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh, nên việc vui chơi ngắm trăng của các em nhỏ cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ngoài khơi vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang có mưa dông mạnh, ngày mai trời nắng, nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ khiến không khí oi bức. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, riêng khu vực phía Bắc của tỉnh từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 22 tháng 9 năm 2021, mực nước cao nhất 380cm xuất hiện lúc 3 giờ, thấp nhất 75cm xuất hiện lúc 21 giờ.